mình và tất cả các em học sinh. Điều nhạc của ta à. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ ơi ơi, các bạn nhỏ ơi ơi ơi. Các bạn đã ăn cơm chưa? Nó nhỏ quá, bây giờ mình làm lại một lần thật là vui nhộn để chúng ta cùng bắt đầu đêm hội hôm nay nhé. Các bạn nhỏ ơi, ơi, các bạn nhỏ ơi ơi, ơi ơi, các bạn nhỏ ơi ơi ơi. Rồi mình ra hát một xíu cho cái không khí nó thêm vui nhộn nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ và rất là quen thuộc. Các bạn có đồng ý không? Đó là trò chơi tôi bảo nha. Các em có biết hết trò chơi tôi bảo chưa? Trò chơi tôi bảo là anh sẽ nói nếu mà trước mỗi mệnh lệnh của anh mà có từ tôi bảo thì chúng ta mới làm. Còn nếu không có từ tôi bảo thì các bạn không làm theo nha. Xin mời các vị phụ huynh cùng chơi luôn cái trò này với các em nhỏ nha. Rồi bắt đầu mình thử nhắm nha. Tôi bảo gì? Ôi yếu xìu quá, làm lại nào. Tôi bảo các bạn đứng lên. Ủa sao vậy? Có tụi tôi bảo rồi mà. Ra làm lại nha, xé nhắm nha. Rồi làm lại, rồi. Tôi bảo các bạn đứng lên. Không ai không đứng lên là bị phạt nha. Rồi thôi, nếu các bạn không chơi trò này không vui, mình chơi trò khác đi. Thấy các bạn không vui với trò này rồi, bây giờ mình chơi trò khác nha. Bây giờ mình sẽ chơi một trò rất vui. Ai muốn chơi trò chơi để nhận quà giơ tay lên. Bạn nào muốn chơi trò chơi nhận quà giơ lên. Rồi, còn em nhỏ mặc váy rất là xinh đẹp mà em. Rồi ai nữa nào? Ai nữa nào? Rồi mời con. Rồi mời em nha. Rồi đó là em đó. Rồi em chơi luôn. Rồi xung quá. Nhưng mà phải vượt qua số 10 là cột mốc nha. Rồi, ta làm lại đi.
14 nha. Giờ bạn này là đang tạm thời là xếp hạng nhì nè. Rồi, ta mời con. Chúc con may mắn lần sau. Ok. Rồi, bạn bạn tiếp theo. Bây giờ bạn kia là nói được 40 rồi. Ít nhất là em phải đếm được hơn 40 sau em nói từ đêm hội trăng rằm thì lại mới thắng. Hiểu được chưa? Hiểu cái chiến thuật chiến lược của mình chưa? Bắt đầu được chưa? Thấy tự tin quá mà mặt vẫn còn hoang mang. Trời ơi, răng không đủ luôn rồi biết tự thôi không? Rồi. Còn nội công, có cần chứng tấn không? Không cần luôn, rồi. Đấy, bạn này hình như là bạn đếm 29, sao bạn đếm 40, 41 luôn không quý vị? Rồi, tiếp theo. Rồi, bạn nào muốn tham gia tiếp theo nào? Rồi, mời bạn. Rồi, hít một hơi lần sau nè. Đứng tấm với bạn kia là lấy hơi từ bụng lên. Rồi, 37 coi như là bạn được 37. Như bạn chưa có nói cái tờ đêm hội trăng rằm. Đúng không? Bạn mới nói là bạn mới kết thúc cái đêm hội trăng rằm nữa. Chưa? Gọi là nãy đi cho bạn một lần luôn. Mỗi bạn được hai lần luôn. Cho các bạn tự tin luôn. Ok. Rồi thôi, coi như là về tập luyện đi. Rồi năm sau nó mẹ dẫn lên đây chơi lại ha. Được không? Rồi. Ủa lại không, bạn này rồi, còn bạn nào chưa chơi? Trang Vi chưa chơi. Rồi Trang Vi là hình như là bạn nữ đầu tiên chơi trò chơi này. Trang Vi ơi, con lấy hình như là hơn 30 đúng Trang Vi. Thôi được rồi, từ sau con có sự cố gắng. Xin mời ban phát quà, mình cho quà cho các bạn đi. Bạn nào tham gia cũng được quà luôn. Được không? Đồng ý không quý vị? Rồi, xin mời. Quà đâu? Rồi, xin mời. Con chơi nữa hả? Rồi, bắt đầu con đi. Con có cái kiếm thật là sạch điệu. Rồi, kiếm này con múa đâu? Kiếm này con múa đâu? Mà tại sao con đi chơi chung hôn mà con phải đeo kiếm nữa? Tại vì con đi múa chung hôn á. Rồi, nhưng mà tại sao con phải đeo kiếm khi mà đi chơi chung hôn? Đeo kiếm để đi nhảy cho bạn được á. Trời ơi, vậy hả? Rồi, mời bạn nha. Mời bạn nữ có kiếm hoặc là xì tay. Con không biết chơi trò này luôn hả? Rồi thôi mời bạn Quân đi. Rồi. Rồi 20 à, vậy là không được quà rồi. Rồi thôi mời tất cả các bạn. Tất cả các bạn đều được quà nha. Rồi xin cho quý vị cho một tràng vỗ tay thật là lớn để cổ vũ cho các em đầu tiên tham gia trò chơi trong đêm nay. Rồi xin mời các con về chỗ. Rồi xin mời các con về chỗ nha. Xin mời bỏ âm thanh cái thật ạ. Chúng ta sẽ có một cái hình này này. Mày đi với huynh mấy ngày hôm nay đánh bao nhiêu ngàn con đi quá rồi mà không biết gì lắc là gì á. Gì lắc là thư giãn đó đệ. Các con đường ở xa ta thấy kinh hình, có gì đó nhộn nhịp, chúng ta hãy đi đến đó xem nào. Xin chào đón và các thầy trò đường tăng, các ngài đã đi tới đâu rồi ạ? Chào ví dụ A Di Đà Phật. Xin lỗi. Bánh này xin lỗi. Các cô chú. Dạ, xin lỗi. Các cô chú.
các em ơi, các thầy trò chúng ta xin ngủ cơm trai với lại xin táo của mình, các em có đồng ý không? Đó. Rồi, các thầy trò, chúng tự nhiên. Các con, sao chưa xin phép của nhà mà đã quyết định vậy? Phép với chủ, xin phép với chủ. Đi nè, đi nè. Xin lỗi với chủ nha. Thứ chủ lượng thứ cái đồ nghề ta còn nhỏ dài. Các con, hôm nay có gì ở đây mà nhiều thứ như vậy? À, chẳng dám giấu gì bốn thầy trò. Hôm nay là đại gia đình VIDV tổ chức đêm hội tranh đồng, tổ chức kinh thu cho tất cả các em thiếu nhi tại đây. Các thầy trò có muốn tham gia không? Không, kinh thu mà không thấy chị Hằng đâu vậy? Thí chủ có thể gọi chị Hằng người ta được. Dạ, 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 chủ. Ừ, sao mà giờ này vẫn chưa thấy chị Hằng nữa? Bây giờ, thôi bây giờ. Ôi, trời đã tối rồi, ta xin phép thí chủ đưa được ba đồ lễ chúng ta. Rồi bây giờ xin mời bốn thầy trò đi dùng cơm chay đi. Rồi. Chào em nha. Bây giờ sao giờ này cũng chưa thấy chị Hằng nữa. Bây giờ là các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng lớn tiếng cùng gọi chị Hằng ơi nha. 1 2 3. Chị Hằng. Chị Hằng xuất hiện chưa? Chưa xuất hiện luôn. Bây giờ gọi lại nha. 1 2 3. Để ta gọi điện thoại chị Hằng luôn chứ bây giờ gọi hoài mà không thích chị Hằng nha. Chưa có đâu. Để bấm số gọi chị Hằng nha. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách quay đầu gọi lại sau. Thôi chết rồi. Điện thoại chắc nào mà không có chị Hằng thì là không xong rồi. Chắc là bị la chết luôn đó. Thôi để ta gọi lần nữa xem sao. Alo, alo, chị Hằng ơi. Alo, BIDV Hằng nghe xin nha. Trời ơi, giờ này các em nhỏ đã đến rất là đông đủ rồi. Đúng giờ nữa mà chị Hằng vẫn chưa tới. Chị Hằng đang ở đâu vậy? Hằng đang bị kẹt máy với một khách quen. Để Hằng đồng vô lại liền nha. Rồi, cúp máy thấy mặt nha. Trời ơi, cái gì một trời. Xin chào tất cả các bé. Các bé ơi, mình chào chị Hằng nha. 1, 2, 3. Xin chào chị Hằng. Nhưng mà sáng giờ sao chị Hằng tới trễ vậy? Chị Hằng chuẩn bị để học lại đến lớp học các bé. Đúng rồi, nhưng mà sao không nghe chú Cụi vậy ta? Đúng rồi, anh Cụi của em đâu rồi? Tới đây. Ai chờ anh Cụi. Anh Cụi ơi, sao anh Cụi có dính mệt như vậy? À, để Cụi sáng anh cụ có gặp một gì như thế này thì chị như thế này nè. Chị là sao? Thì ngày xưa đó. Ngày xưa tại một khu làng nọ. Thank you.
Loa, đất nước thanh bình, vua truyền mệnh lệnh, khắp chốn kinh kỳ, cờ hoa mở hội, vui chơi ngày đêm, rồi các em ơi mình xuống dưới thế nào rồi.